Kính chào quý cô chú anh chị em. Hôm nay shop Lưu Đồ Xưa xin giới thiệu quý cô chú anh chị em là có về một cái tủ ly. Tủ ly là gồm 3 tầng nhé quý cô chú nha. Dạ. Chất liệu tổng thể phía trước mặt những cái đố là cẩm lai ha. Dưới đây nó có hai cái học hai bên. Quý cô chú nha. Đó, chất liệu là cẩm lai nha quý cái học. Học này thì có ổ khóa, còn thường thường những này Sài Gòn xưa á. Đó, này Sài Gòn xưa nha quý chú nha. Những cái đố này là cẩm lai hết luôn, chỉ cũng cẩm lai luôn. Đố hai bên hai cây là đố đặt nha. Hai cây hai bên là đố đặt. Bên hông cũng là cẩm lai luôn nha quý chú. Còn hậu đây nè, hậu ở phía sau là hậu là hương nha. Dạ. Hậu phía sau này là sắp không có gắn chiến. Hương. Đó, hậu hương nha quý chú nha. Dạ. Có thể mình không sử dụng kiến, mình để gỗ mình cho trang trí luôn. Đây là đố ba súng rất đẹp nè. Đó, đố ba súng quý chú thấy không? À, cái vân cẩm lai nè, đặt luôn. Bên hông một tấm cẩm lai nha. Đó, có làm lỗi không nha quý chú? À, một tấm cẩm lai nha. Dạ. Xương cũng cẩm lai hết. Phía trên này là cũng dàn chỉ cũng giống như dàn dưới nha. Dạ. Cũng xéo ba mặt. Còn phía sau thì sạch sẽ nha quý chú nha. Cũng làm gỗ sạch sẽ. Rồi. À, sau đây là shop sẽ xin đo tổng thể của cái tủ ly này 123 nha, tính luôn dàn chỉ nha, 123, độ cao 177, bên hông tủ là 48 nha. Shop xin nhắc lại là hai bên hông là cẩm lai luôn nha, hai tấm heo túi nha, hai bên đố đặt ba súng, đố đặt hai bên cẩm lai luôn, mặt tiền cẩm lai hết. Hậu á, hậu là phía sau của chú này nha, là hương nha, không có xài kiến, nó xếp ra làm gỗ luôn bằng hương. À, tại shop thì cũng có từ 80 cm cho tới 1m4. Quý cô chú nào cần loại nhỏ shop cũng có nha, cẩm lai gõ hoặc là chắc. Hôm nào shop sẽ quay những cái chắc và cho quý cô chú xem. À, sau đây shop xin báo giá tủ bút phê ngang 123 này với giá tiền là 5,5 triệu nha quý cô chú nha. 5,5 triệu cho cái tủ 1m23, chất liệu cẩm lai đố đặc, hậu là hương. Quý cô chú nào cần 80 cm cho tới 1m4 thì gọi điện cho shop nha. Dạ, cuối video clip cũng cảm ơn quý chú đã xem hết tổng thể cái tủ ly cẩm lai này. Kính chúc quý cô chú sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc và bình an. Quý cô chú nào chưa đăng ký kênh YouTube, bấm vào để xem YouTube Lê Quốc Đồ Xưa. Xin thành thật cảm ơn. Rồi 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 đừng.